Em chào các bác nhá. Đây là bầu quây của bên xưởng em. Với bầu quây thì hôm nay em sẽ có loại cao tới 80 xe để phục vụ các bác nhà mình. Đây là cái bầu V6 nhá các bác anh em nhá. Bầu V6. Bầu này thì chia sẻ với các bác là em sẽ có 40, cao 40, 50, 60, 70 và 80. Tất cả những cái dòng bầu quây này thì bên đơn vị em Trường Thảo dụng cụ làm vườn sẽ nhận gửi và ship tới tận nhà các bác anh luôn. Và tất cả những dòng bầu nhà em thì khi các bác nhà mình mà đặt hàng thì em sẽ tặng theo vít nhé. Tặng theo vít để các bác nhà mình vít bầu đấy ạ. Đó, hôm nay thì số lượng đây là em về cái số lượng đa số là 30, cao 30, 40, 50, 60, 70, 80. Đấy, còn nếu các bác các anh mà mua loại cao 20 em có nhé. Cao 20 và dài 50 m. Tất cả những cục bầu này là nhà em dài là 50 m. Dài 50 m các bác anh em ạ. Đấy, dài 50 m. Còn các bác anh nhà mình mà muốn mua hai cục của nó là 100 m. Cứ mua từ 50 m trở lên thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn nhá. Thì với những cái dòng bầu quây nhà em thì 80 là cao nhất rồi các bác anh ạ. 80 là dành cho các bác nhà mình quây cây công trình, cây lớn rồi. Đấy, với cái dòng bầu thì nó là 7mm nhé, bầu dày. Đấy, rất chỉ là đều và đẹp, loại chuẩn, loại xịn như thế này. Bác nào mà đang cần tới bầu V6 và tất cả các loại bầu ươm, bầu khay thì hãy đến với đơn vị em Thảo nhé. Bên em sẽ gửi miễn phí ship từ 50m đến tận nhà. Và số điện thoại em để trên màn hình video là cái số em chăm sóc khách hàng. Có nghĩa các bác thì mình cần tư vấn loại nào và cần em chi tiết về những mẫu bầu ươm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp và các bác thì mình có thể kết bạn vào Zalo để em gửi mẫu cho các bác thì mình xem nhé. Tất cả là dòng bầu V6. Đấy, và bầu V6 này là loại chịu lắng, chịu gió nhất đây các bác nhé. Đấy, bác nào mà đã mua của đơn vị em Thảo thì các bác biết rồi. Là một đại lý lớn nhất chuyên về tất cả các loại dụng cụ thì đa số về những cái mặt hàng làm cây thì em sẽ đầy đủ hết để đưa tới các bác nhà mình. Rất cảm ơn là các bác luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em nhé. Hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo để em sẽ đưa tới các bác những cái dòng bầu quây chất lượng nhất như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.